Con cái là tài sản quý giá và lớn lao nhất của các bậc cha mẹ. Bởi vậy, một người con trưởng thành trong sự phát triển toàn diện, khỏe mạnh về thể chất, lành mạnh về tinh thần, luôn là tâm nguyện và phấn đấu của cha mẹ. Thế nhưng, để có được thành quả đó, không phải là điều đơn giản, dễ dàng với cả con cái và cha mẹ. Với mong muốn trang bị cho các bậc cha mẹ những kiến thức và phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phát hiện bệnh và điều trị bệnh sớm tại nhà cho con, nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các chuyên gia đã xuất bản bộ sách Cha mẹ nên là thầy thuốc tốt nhất của con, gồm 2 tập. Tập 1 của bộ sách có tên Để con thông minh khỏe mạnh, cha mẹ nên làm gì? Chủ yếu đứng trên góc độ phòng tránh, giới thiệu cho độc giả những kiến thức phổ thông, cách chăm sóc phòng bệnh đúng đắn để bảo vệ sức khỏe và giúp con tránh xa bệnh tật. Đây là một bộ cẩm nang hướng dẫn về cách chăm sóc, phòng tránh, phát hiện và điều trị tại nhà những vấn đề sức khỏe và bệnh tật thông thường cho trẻ ở lứa tuổi từ sơ sinh cho tới 12 tuổi. Từ đó, bộ sách giúp cha mẹ đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau như hộ lý, bác sĩ tâm lý, bác sĩ điều trị, y tá điều dưỡng, bác sĩ bấm huyệt, thầy giáo thể dục, v.v. để chăm sóc cho con tốt. Bộ sách giống như một món quà dành tặng cho các ông bố bà mẹ trẻ. Đọc và áp dụng thành công những biện pháp giới thiệu trong sách, bạn sẽ lập tức trở thành những người cha, người mẹ tốt, nhà giáo dục tiêu chuẩn. Hy vọng bộ sách sẽ góp phần giúp các cha mẹ nuôi dạy nên những đứa con thông minh, mạnh khỏe và vui vẻ. Sách có phát hành tại các nhà sách trên toàn quốc và qua các website nxbthongtintruyenthong.vn, book365.vn.